Đây nè, bắp nè, nấm hương Sa Pa nè, nấm kim châm, cà chua, bí ngòi nè, đậu hũ tươi. Cái lẩu này sẽ ăn với cá tầm. Cá tầm này được nuôi ở trên Sa Pa. Đó. Đây là món cá tầm được nuôi ở trên hồ Thác Bạc, Sa Pa, cách đây vài km. Những con cá này là những con cá được tươi, rất là tươi, và được nhà hàng chế biến sẵn ra. Đó, các bạn thấy không, mỡ nè, da bụng đó. Đây. Đó. Sẽ bỏ vô cái nồi lẩu mà chúng ta thấy hồi nãy giờ nè. Đây, những con cá rất là tươi ngon vớt lên từ hồ Thác Bạc Sa Pa, và sẽ được những cái máy chiều ăn rồi bây giờ uống nha. Các bạn thấy là những cái con, những cái miếng cá hồi được thái ra từ những cái bạn cá hồi vớt lên từ lòng Thác Bạc của Sa Pa, và chúng ta sẽ thưởng thức món này bằng cách là cho vô nước cốt chanh. Đó, đây nước cốt chanh. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ qua cái mù tẹt, và đây là một cái chén mù tẹt đã pha sẵn với lại nước tương. Đó. Đó, rất là ngon, rất là tươi nha mấy bạn. Mẹ cho nó. Nó sặc lên tới mũi đó, hiểu không? Nó cái mũi ta tật.